Kính chào quý vị và các bạn, đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Tên lửa siêu vượt âm Oresnik của Nga chỉ mang đầu đạn rỗng, không có chất nổ. Tên lửa Oresnik được Nga ca ngợi là vũ khí không thể đánh chặn, từng khiến cả Ukraine và thế giới phải lo lắng. Khi Moscow tuyên bố sử dụng Oresnik trong cuộc tấn công vào Dnipro, Ukraine ngày 21 tháng 11, dự đoán rằng nó sẽ tạo ra một cú sốc khủng khiếp, gây thiệt hại nặng nề và làm thay đổi cục diện chiến sự. Tổng thống Putin không ngừng nhấn mạnh rằng Oresnik là một tên lửa siêu thanh tối tân có thể vượt qua mọi hệ thống phòng không hiện đại, với tốc độ và sức mạnh khủng khiếp. Tuy nhiên, những gì thực sự xảy ra lại khiến nhiều người phải ngạc nhiên và hoài nghi về sức mạnh thực sự của vũ khí này. Khi cuộc tấn công của Nga vào Dnipro được công khai, Ukraine đã đưa ra một thông tin gây sốc. Tên lửa Oresnik mà Nga phóng đi không mang theo thuốc nổ mà chỉ là những đầu đạn giả. Hai quan chức cấp cao trong chính quyền Ukraine với điều kiện giấu tên tiết lộ rằng tất cả các đầu đạn trên tên lửa Oresnik đều không có chất nổ. Họ cho biết không có vụ nổ lớn như chúng tôi đã dự đoán, thiệt hại có nhưng không đáng kể. Những thông tin này trái ngược hoàn toàn với tuyên bố của Moscow rằng tên lửa này có thể tạo ra đột phá chiến lược, vượt qua mọi hệ thống phòng thủ và gây thiệt hại nghiêm trọng cho Ukraine. Hóa ra, Oresnik chỉ là một màn trình diễn vũ khí hơn là một công cụ chiến tranh hủy diệt. Câu chuyện này càng trở nên kịch tính khi các chuyên gia phương Tây bắt đầu phân tích, mổ xẻ tên lửa Oresnik mà Nga tự hào tuyên bố là không thể đánh chặn. Các chuyên gia nghi ngờ về thực lực của vũ khí này và bắt tay vào nghiên cứu để hiểu rõ hơn về công nghệ đằng sau Oresnik. Theo thông tin từ tình báo quân đội Ukraine, tên lửa này được cho là có cơ chế đầu đạn mẹ con, trong đó mỗi đầu đạn lại chứa thêm nhiều đầu đạn con. Cụ thể, tên lửa Oresnik đã được phóng đi từ khu vực Achakhan và bay thẳng đến Dnipro trong vòng 15 phút. Tuy có tốc độ bay cực nhanh lên đến Mach 11, tương đương khoảng 13.600 km/h, nhưng Oresnik không phải là thứ vũ khí không thể đánh chặn như Nga từng tuyên bố. Thực tế, tên lửa này chỉ có hiệu quả phần nào trong việc gây nhiễu và khó khăn cho các hệ thống phòng không hiện đại, nhưng nó không thể tạo ra những thiệt hại đột phá như kỳ vọng. Khi Mỹ bày tỏ sự quan ngại về tên lửa mới của Nga sau vụ tấn công vào Dnipro, các quan chức Mỹ cũng không quên nhấn mạnh rằng Oresnik vẫn chưa phải là vũ khí thay đổi hoàn toàn cục diện chiến tranh, bởi số lượng Oresnik mà Nga đang sở hữu vẫn rất hạn chế. Tình báo quân đội Ukraine cho biết, mặc dù tên lửa này có tới 36 đầu đạn con, nhưng không phải mọi đầu đạn đều có tác dụng hủy diệt như những gì Moscow khẳng định. Các chuyên gia phương Tây cho rằng khả năng của Oresnik vẫn chưa được kiểm chứng hoàn toàn trong điều kiện chiến đấu thực tế và nó có thể chỉ là một phần trong chiến lược của Nga nhằm gây ảnh hưởng tâm lý, tạo ra sự lo sợ và áp lực đối với đối thủ. Dù vậy, những thông tin này vẫn chưa được chính thức xác nhận từ cả Ukraine và Nga và cả hai bên vẫn tiếp tục giữ im lặng về tính xác thực của các báo cáo. Putin vẫn tiếp tục tuyên bố rằng Nga sẽ thử nghiệm và sử dụng tên lửa Oresnik trong các tình huống chiến đấu cụ thể. Nhưng câu hỏi lớn đặt ra là liệu tên lửa này có thực sự là mối đe dọa nghiêm trọng hay chỉ là một chiêu trò để phô trương sức mạnh của Moscow? Với những thông tin hiện có thể thấy rằng Oresnik mặc dù có tốc độ và khả năng bay vượt trội nhưng không phải là một bóng ma đáng sợ như Nga đã cảnh báo. Ukraine mổ mảnh vỡ tên lửa Oresnik mới của Nga. Ukraine đang nghiên cứu mảnh vỡ của một tên lửa đạn đạo tầm trung mới mà Nga vừa bắn vào thành phố Dnipro. Reuters cho biết phóng viên của họ đã tiếp cận mảnh vỡ tên lửa đạn đạo tầm trung mới của Nga hôm 24 tháng 11. Phía Ukraine yêu cầu các phóng viên không tiết lộ địa điểm chính xác vì lý do an ninh. Những mảnh vỡ tên lửa cháy xém và vỡ vụn đặt trên móc treo tại một cơ sở giám định vũ khí. Các chuyên gia Ukraine nghiên cứu những mảnh vỡ như vậy để hiểu rõ hơn về chuỗi cung ứng, sản xuất của quân đội Nga để tìm ra các biện pháp đối phó. Nga đặt tên cho tên lửa bắn vào thành phố Dnipro, miền trung Ukraine giữa tuần trước là Oresnik. Moscow tuyên bố hệ thống phòng không không thể đánh chặn loại tên lửa mới này. Ukraine xác định tên lửa Oresnik đạt tốc độ tối đa hơn 13.000 km/h trên đường bay tới thành phố Dnipro hôm 21 tháng 11. Tên lửa đạn đạo tầm trung có tầm bắn lên đến 5.500 km. Hai chuyên gia Ukraine đã đưa ra những đánh giá thận trọng. Họ chỉ nói rằng tên lửa này là đạn đạo, bay theo quỹ đạo đạn đạo trong cuộc tấn công hôm 21 tháng 11. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả việc Nga sử dụng vũ khí này là một sự leo thang nghiêm trọng và kêu gọi các đồng minh của ông đáp trả. Điện Kremlin xác nhận tên lửa đạn đạo tầm trung mới
được bắn vào một mục tiêu quân sự của Ukraine ở thành phố Dnipro để đáp trả vụ Kiev tấn công Nga bằng tên lửa do Mỹ và Anh sản xuất lần đầu tiên sau khi được Washington chấp thuận. Quân đội Mỹ cho biết thiết kế của tên lửa Oresnik dựa trên tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM RS-26 Rupert tầm xa hơn. Tên lửa mới đang trong giai đoạn thử nghiệm và Nga có thể mới sở hữu một số ít tên lửa loại này. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 22 tháng 11 cảnh báo Moscow sẽ tiếp tục thử nghiệm tên lửa trong chiến đấu và đã chuẩn bị sẵn một kho tên lửa để sử dụng. Sáng sớm ngày 21 tháng 11 khi tên lửa Oresnik lao về phía thành phố Dnipro, miền đông Ukraine, thiệt hại không chỉ dừng lại ở cơ sở hạ tầng mà còn khiến hàng chục người bị thương. Ban đầu, nhiều người cho rằng đây là tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM. Nhưng sau các phân tích, các chuyên gia nhận định rằng Oresnik thực chất là tên lửa đạn đạo tầm trung IRBM. Và điều đặc biệt đáng chú ý là Oresnik được chế tạo dựa trên RS-26, loại tên lửa đạn đạo có một lịch sử phát triển đầy tranh cãi. RS-26 hay còn gọi là Rupert là một tên lửa nhiên liệu rắn nặng 40 tấn. Mặc dù có thể đạt tầm bay lên tới 5.500 km nếu phóng từ một góc bắn đặc biệt, RS-26 vẫn được thiết kế chủ yếu cho các nhiệm vụ tầm trung với tầm bắn dưới 5.500 km. Tên lửa này đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng quốc tế, bởi trước năm 2019, cả Mỹ và Nga đều tham gia Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung INF năm 1987, trong đó cấm phát triển và triển khai các tên lửa có tầm bắn từ 500 đến 5.500 km vì chúng có thể mang đầu đạn hạt nhân và có khả năng tấn công nhanh chóng, gây mất ổn định nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong quá trình thử nghiệm RS-26, Nga đã khéo léo điều chỉnh góc bắn để vượt qua ngưỡng 5.500 km, khiến tên lửa này có khả năng giống với ICBM. Động thái này được cho là để tránh vi phạm trực tiếp Hiệp ước INF trong giai đoạn thử nghiệm trước năm 2019. Mặc dù RS-26 thực tế chỉ phù hợp với các nhiệm vụ tầm trung, cách thức phát triển và phân loại nó đã gợi lên nhiều câu hỏi về tính chiến lược của Nga trong việc phát triển vũ khí hạt nhân. Tên lửa Oresnik với sự kế thừa từ RS-26 tiếp tục làm rõ tính linh hoạt trong chiến lược quân sự của Nga. Dù không được xếp vào loại ICBM, Oresnik vẫn phản ánh một bước đi quan trọng trong việc phát triển các tên lửa tầm trung có khả năng gây ảnh hưởng lớn. Việc Nga cam kết sản xuất hàng loạt Oresnik ngay sau vụ phóng cho thấy sự quyết tâm của Moscow trong việc nâng cao năng lực chiến lược của mình. Tổng thống Vladimir Putin đã xác nhận rằng công tác sản xuất đã được tổ chức, đồng thời nhấn mạnh rằng quá trình phát triển Oresnik diễn ra nhanh chóng và dựa hoàn toàn vào các công nghệ trong nước, giúp Nga giảm bớt sự phụ thuộc vào các linh kiện nước ngoài. Oresnik không chỉ là một tên lửa mới trong kho vũ khí của Nga, mà còn là biểu tượng của một chiến lược quân sự tinh vi, được phát triển từ một loại tên lửa có lịch sử đầy tranh cãi. Việc Nga tìm cách phát triển Oresnik hoàn toàn bằng nguồn lực trong nước cho thấy họ đang từng bước củng cố và độc lập hơn trong việc sản xuất các loại vũ khí tối tân. Đây chính là một phần trong chiến lược dài hơi của Moscow và vụ phóng Oresnik là lời khẳng định mạnh mẽ về khả năng của Nga trong việc leo thang xung đột với Ukraine và phương Tây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh YouTube Báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.